Thưa quý vị và các bạn, sau đợt mưa diện rộng vào đêm và dạng sáng 21 tháng 10, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh chịu lượng mưa trên dưới 50 mm trong thời gian ngắn. Sáu huyện miền núi của tỉnh đang có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét cần đề phòng gồm Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Lang Chánh, Ngọc Lặc và Cẩm Thủy. Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu lệch đông kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh nên các ngày 21-22 tháng 10 ở khu vực Thanh Hóa sẽ có mưa, mưa rào nhiều nơi và giải rác có rông với lượng mưa phổ biến từ 20 mươi đến 40mm. Riêng khu vực đồng bằng ven biển và phía nam, tây nam tỉnh, có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 mươi đến 80mm, có nơi trên 80mm. Đài khí tượng Thủy Văn Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất có nguy cơ xảy ra trên địa bàn 6 huyện miền núi như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Lang Chánh, Ngọc Lạc và Cầm Thủy. Chính quyền và người dân các địa phương cần chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn